ta vô người ta coi mua chanh nè, cứ 200 cây là 4 triệu, 200 nhánh là 4 triệu. Tiền cây giống còn năng suất nhiều hơn là căn trái nữa, quá trứng trái luôn. Cái dàn chân với dự án chân, mấy dàn chân mà nó sụm sụm xuống á, nhưng cái dàn chân đó đó ha, cây đó, đó là giữ lắm trái. Giá bán trái không bằng giá bán giống. Quá dàn trái luôn, biết không? Vườn này 12 tháng rồi, 10 tháng rồi, 2 tháng rồi. Biết không? Quá trời vườn chanh luôn. Trái kinh khủng luôn. Một cái trái à. Người đặt mấy trăm nhánh không?